Vâng, xin chào mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Cỏ Dũng Nội Địa Nhật HI. Thì hôm nay em xin giới thiệu mọi người là các cái dòng áp 75A dụng điện một pha, đảo chiều 200A dụng điện một pha và 100A 3 pha. Các loại khởi nhỏ, áp chống chập. Đó. Thì đầu tiên em giới thiệu mọi người là các dòng áp 75A. Đây. Cái dòng áp 75A thì em đang có các hãng thương hiệu của Toshiba. Đây, Toshiba đấy nhé. 75A, dòng gió 30mm. Những cái 75A em bán với giá là 250.000. Đây là cái của Panasonic này. Áp sử dụng điện một pha mọi người nhé. Đây cái này có hãng Nito này, Nito đời mới này. Đây cái này ba nút bấm này nhé. Đây chính là một nút test ở đây. Đó. Nút test chập qua tải đây. Đó. Còn đây nút test giật nhé. Cái dòng đời mới này thì nó không làm cái phím bấm nó nổi đâu. Nút này, test này chống giật này nổi đâu, bởi vì nó tránh hiện tượng là khi mình vô tình mình chạm tay vào nó sẽ ngắt điện. Đấy, đây 75A dòng gió là 30mA. Đấy, cái này em bán với giá là 250.000 nhé. Và đây. Đây là một cái của hãng Fuji Electric. Đó. Cái 75A cái này là dụng điện 3 pha. Đấy, cái này dụng điện 3 pha thì em bán với giá là 300.000 nhé. Và mọi người có thể sử dụng cả điện 1 pha được. Đấy, những cái dòng như này thì nó có một cái tính năng tương đối là hay. Đó. Đây loại ba nút bấm. Đây, thông số của nó đây nhé. Đấy, 75A chi tiết đây, 75A. Dòng dò là 30mA. Đó. Sang cái tiếp theo. Đây là một cái của Panasonic đấy nhé. Panasonic. Đó. 75A. Đó, đẹp nhé. Đây là cái Latina này. Đó, Latina 75A. Dòng dò là 30mA nhé. Đấy, những cái Panasonic của Latina này thì bán với giá là 260.000. Còn đây là một cái Mitsubishi 75A. Dòng dò 30mA. Đó. Còn đây là một cái của hãng Kawamura này. Kawamura này. Đó, 75A. Dòng dò 30mA nhé. Đó, đây nếu bình thường trước khi em chưa nhìn thấy cái chữ Kawamura nhỏ này thì em hay gọi nó là hàng nội địa Nhật. Nhưng đó là đây cái này có chữ Kawamura. Em đã nhìn thấy chữ nhỏ. Đó. Ngoài ra thì còn có hãng Mitsubishi loại màu xanh nhé. Đó. 75A thì đây em có nhiều nhé. Và trong thời gian vừa rồi này cũng ít đăng cái dòng 75A lên. Đó. Đấy, anh em chọn loại nào thì liên hệ với em. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết từng loại một. Đây là một cái Mitsubishi này. Đó, nhà rất nhiều bụi. Nhà em dưới đường có nhiều bụi. Đó. 75A. Đây. Còn cái này thì chắc chắn nó là hàng nội địa rồi. Em chỉ biết gọi nó nội địa thôi. Còn hoặc là gọi theo chữ này là TN gì đó. Cái này mặt nó mặt phay nhôm nhá. Đây mọi người nhìn này. Cái chỗ phần này nó cọ mất cái nước sơn đi cái thì nó nổ cái phần nhôm này ra ngay. Đó, đây chính là mặt phay nhôm nhá. 75A đây. Đấy, dòng dò cái này là 30mA. Đó. 250.000 nhé. Ngoài ra thì còn có hãng của Natuna. Đấy, 75A. Natuna nhé. Dòng dò 30mA.
Còn đây là Mitsubishi mặt trắng này. Đó, 75A. 250.000. Đó. Rồi, tiếp theo giới thiệu mọi người là cái dòng chập. Dòng chập nhé. Chập thì em có chập mới. Đây em chỉ bỏ ra 3, 4 cái, có 4 loại. Để cho mọi người biết được là em đang có mặt hàng gì thôi. Còn mọi người lấy số lượng bao nhiêu đều có hết nhé. Đấy, em đang bán lẻ là cái loại 30A như này. Đẹp mới như này. Đây. Là hàng này hàng mới tinh nhé. Hàng mới tinh nhé. Đó. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng nhé. Đó. Em đang bán với giá là 190.000 nhé. Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển. Đấy. 40A này. 200.000 nhé. Đấy. Tất cả hàng mới tinh luôn. Không một vết xước nhé. Đó. Không một vết cọ xước chỗ nào cả luôn. Đó. Rất chuyên đẹp luôn. 200.000 nhé. Và 50A có giá là 210.000 nhé. Đó, anh em nào lấy số lượng thì có giá rất tốt nhé. Giá rất tốt. Nói anh em là giá rất tốt. Đây là cái 60A. Đó. 60A đây. Đó, rất đẹp luôn. Cái nào như cái nào. Không có một vết xước gì là cả luôn. Đấy, mọi người nhìn chưa. Đó, cực kỳ đẹp. 220.000 nhé. Đó. Ngoài ra là em còn có cái khởi này. Các dòng khởi. Khởi 10A. Em đang bán 130.000. Khởi 21. Đấy, em bày ra đây cho mọi người xem thôi. Mọi người lấy loại nào thì báo em, số lượng có đầy đủ hết. Để cho mọi người nắm được là em có các mặt hàng gì. Còn đây là cái khởi 35 nhé. Đó. Đây là khởi 65. Đấy, khởi 65. Mitsubishi nhé. Còn đây là khởi Fuji này. Fuji Cam nhé. Fuji Cam. Đó. Chiếc Fuji Cam như này thì em bán với giá là đây này. SCL593. Đấy. Đối cái Fuji Cam như này thì em bán với giá là 900.000. 900.000 nhé. Đây, Made in Japan đây. Đó. Made in Japan đây nhé. Đó. Em có các dòng đuôi nhiệt. Đuôi nhiệt thì đây có dòng đuôi nhiệt nhỏ đây. Đấy, cái này nhỏ nhất là 6A, chỉnh 11 và 13. Đó. Cọc chống giật em vẫn có cọc đấy nhé. Đây các dòng cọc chống giật đấy nhé. Mọi người cứ liên hệ với em có đầy đủ cọc nhé. Mùa này mùa lạnh chuyên nắp vào cái bình nóng lạnh nên là cái dòng át cọc này là rất chi là quan trọng. Đó. Ngoài ra em còn có các dòng cọc đen. Đây cọc đen này mọi người nhé. Đây. Cọc đen này thì mọi người lấy số lượng em để cho mọi người giá là 17.000 nhé. Đó. Mua lẻ thì phải từ chục chiếc em mới gửi chị số lượng ít hơn thì mọi người mua kèm cùng các sản phẩm khác thì em sẽ gửi nhé. Đó. Và hôm nay xin giới thiệu mọi người là hai cái dòng đảo chiều. Đây, đảo chiều đây nhé. Đảo chiều. Đây là một cái dòng đảo chiều dụng điện một pha. Đây, nó là 200A nhé mọi người nhé. 200A đây, 200A. Rất to nhé. Đây. Em quay ngang cho mọi người dễ nhìn nhé. Đây hai pha đây, hai P đây. 200A. Đó. Sử dụng điện từ DC 125V AC đến 460V nhé. Đó. Made in Japan, mọi người nhìn thấy không? Đây, Made in Japan này. Đó. Còn đây là cái tem gì của nó nữa nhưng mà cái chỗ này nó rách rồi. Đó, một thì cậy đi cho nó sạch cho đẹp, hai là cứ để nguyên. Em để nguyên. Nó thế nào để như vậy. Cái loại này thì nó quá khủng rồi. Đó.
Đây, mọi người nhìn ngón tay của em đặt đây bé tí. Quá khủng luôn. Họ cực kỳ chất lượng luôn. To như này, mọi người nhìn này, to này cơ mà. Đó. Thì đối với cái đảo chiều này 200 ma này thì em bán với giá là 1 triệu 150 nghìn. Rồi, tiếp theo sang cái dòng đảo chiều 3 pha 100A. Rất đẹp nhá. Rất đẹp. Đó. Đây, cái nguồn vào nó đây. À, cái nguồn C này là cái nguồn sử dụng này. Đây là nguồn 1 này. Đây là nguồn điện 2 này, giống như công tơ 1 này, công tơ 2 này. Đấy. Đấy, cái này mình kéo về giữa là ngắt điện này. Đóng lên là sử dụng nguồn 1 này. Kéo xuống là sử dụng nguồn 2 này. Đấy, công tơ 2 này. Đấy. Đối với cái đảo chiều này thì em bán với giá là 1 triệu 050 nghìn nhé. Đó. Thì ngoài các dòng áp em đang giới thiệu đây thì em còn có rất nhiều các loại ad khác nhau. Đây là cassette lan truyền, đây là các dòng chập cũ nhá. Đây, ví dụ cái dòng chập cũ đây thì em còn có những cái dòng chập này, chập 40A nhé. Đây là dòng chập 40A. Thì con này nó chỉ có hai chân thôi, nó chỉ có hai chân thôi nhé. Đó, nó chỉ có hai chân thôi. 40A này 140 nghìn. Đây là 30A. Em sẽ bóc cho mọi người xem một nhé. Đó. Em có nhiều loại lắm. Mọi người cần loại nào thôi. Đây, 30A đây nhé. Đây. Có hai cực vào hai cực ra thôi. Đây, nó ghi này, đây nửa, đây là dây trung tính này. Đây, cái này nó ghi rất rõ ràng luôn. Đó. 30A là 130 nghìn. Đó, em có nhiều loại nhé. Đây thì là 3 pha 4 cực chống giật này. Đây có nhiều loại lắm, mọi người cần loại nào cứ liên hệ với em. Em sẽ cung cấp đầy đủ các loại cho mọi người nhé. Không thiếu mặt hàng gì đâu. Và dự kiến nếu mà đảo chiều khả năng đến cuối tuần sau nó sẽ có cái đảo chiều 60A về để cung cấp cho mọi người. Vâng, thôi cảm ơn mọi người đã coi video nhé. Mong mọi người ủng hộ em bằng cách là cho em xin một nút like. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Xin tạm biệt mọi người nhé.